Xin chào anh em đã đến quay trở lại với TNC Channel. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chiếc bàn phím cơ. Tuy nhiên thì nói đến bàn phím cơ mình lại phải tâm sự với anh em như thế này. Đấy, video nào đầu video mình cũng phải tâm sự với anh em. Thì năm 2021 vừa qua thì chúng ta phải công bằng mà nói với nhau là bàn phím cơ thực sự bùng nổ trong năm 2021. Nhưng không phải là những chiếc bàn phím cơ đến từ Corsair, Logitech hay là Keychron, mà là những chiếc bàn phím cơ custom. Vâng, phong trào chơi bàn phím cơ custom trong năm 2021 vừa qua mình thấy nó bùng nổ hơn bao giờ hết. Bây giờ anh em kiểu đã có nhiều kiến thức hơn về bàn phím cơ, đã có thể tự lựa chọn những mẫu bàn phím cơ, thậm chí là tự lắp cho mình một chiếc bàn phím cơ. Thì ok, đó là một cái tín hiệu rất tốt. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đu theo những cái trào lưu như vậy. Vẫn có những người có rất nhiều tiền nhưng họ lại muốn những cái sản phẩm mà mua về dùng luôn và dùng bền bỉ theo thời gian. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chiếc bàn phím cơ như vậy. Vâng, intro phát. Vâng, vậy thì cái khoảng giá của những chiếc bàn phím cơ hôm nay chúng ta nói tới sẽ nằm trong khoảng từ 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi nhá. Vâng, dĩ nhiên rồi, anh em khoan, đừng có bình luận ui 2 triệu rưỡi mua bàn phím cơ custom. Bỏ. Mình biết là bàn phím cơ custom rất ngon, nhưng mà ngon đi kèm với nó là nhiều tiền. Vậy thì 2 triệu rưỡi cho bàn phím cơ custom. Are you sure about that? Nó chưa phải quá nhiều đâu anh em. Vậy thì chiếc bàn phím đầu tiên mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là chiếc Keychron K3. Thật ra thì Keychron K3 đến nay đã là đến phiên bản thứ 2 rồi. Và đây là phiên bản đầu tiên của nó. Chúng ta sẽ cùng đặt ở đây để so sánh luôn nhé. Đây chính là chiếc bàn phím cơ Keychron K3 V2 mà mình muốn giới thiệu với anh em. Hiện tại thì nó có mức giá tương đối là cũng chả phải rẻ. Nó là rơi vào khoảng 2 triệu 190 nghìn tại thời điểm hiện tại khi mà video này được quay. Và đường link mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em có thể theo dõi được chính xác hơn cái mức giá vào thời điểm mà anh em xem cái video này. Rồi, và Keychron K3 để nói về nó thì có lẽ là không có quá nhiều điều để nói, bởi vì hình dáng thiết kế của nó đã nói lên tất cả rồi. Anh em nhìn phát biết ngay nó là low profile đúng không? Nhìn phát biết ngay nó là vỏ nhôm, chứ vỏ nhựa mà mỏng như này thì nó yếu lắm. Và nó là vỏ kim loại. Ở mặt lưng của nó thì anh em sẽ thấy này, phẳng hoàn toàn với một cái màu ghi. Tuy nhiên thì có sự nâng cấp so với V1. Bản V1 anh em sẽ thấy là chúng ta không có chân kickstand mà chỉ có cái fit cao su rất cao và chỉ có một tư thế dùng duy nhất mà thôi. Còn với phiên bản V2 này, Keychron K3 đã cho chúng ta chân kickstand với hai độ cao khác nhau. Với độ cao thứ nhất thì nó sẽ có độ cao tương đương với cả V1. Đó, tương đương V1. Nếu mà không đóng xuống thì nó còn lùn hơn cơ. Đấy, nó thấp hơn. Nhưng tuy nhiên thì cái nếu như mà anh em sử dụng như này thì nó sẽ mỏng quá. Mình cảm giác như là cái chân kickstand này khi mà đóng lại hoàn toàn chỉ có tác dụng là để cho chiếc bàn phím này nó gọn hoàn toàn. Và anh em có thể cho vào túi hoặc là cho vào ba lô, mang đi bất cứ đâu anh em muốn. Đấy, anh em thấy không? Gần như là chui tọt trong cái túi áo của mình luôn. Chính cái sự nhỏ gọn này đã mang đến cho Keychron K3 được cái sự ưu ái của rất nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là những ai sử dụng với MacBook. Tại vì sao ư? Bởi vì chiếc bàn phím này nó hỗ trợ cái layout Mac rất là chuẩn. Chúng ta có phím Command, Option, Control này. Đấy, nhưng nếu anh em sử dụng nó cho Windows thì sao? Chúng ta vẫn có kèm theo một bộ keycap để anh em thay cho những phím Option với Command thì thay thành phím Alt với Control gì đấy. Rồi, không chỉ thế, chiếc bàn phím này còn có khả năng hoạt động với dây kết nối USB Type-C ở chính giữa đằng sau như thế này. Và anh em có thể bật sang chế độ Bluetooth Mode. Đó. Ở Bluetooth Mode thì chiếc bàn phím này nó sẽ... Đó, anh em thấy không? Nó có pin mà, cho nên nó có đèn LED RGB nữa này. RGB Perkey dĩ nhiên rồi, bàn phím cơ mà. Ở đây thì anh em sẽ thấy là chúng ta có thêm một cái công tắc gạt nữa là để chuyển chế độ giữa Windows, Android và Mac iOS. Có nghĩa sao? Chiếc bàn phím này vừa sử dụng được với máy tính Windows, vừa sử dụng được với thiết bị chạy hệ điều hành Android, vừa chạy được với cả MacBook và cả những thiết bị chạy iOS cũng như là iPad nữa. Cho nên nó sẽ là chiếc bàn phím rất phù hợp cho những ai sử dụng những thiết bị di động. Bởi sao? Nó quá nhỏ gọn. Phiên bản trên tay mình đây hiện tại thì đang sử dụng cái Switch là Red.
Và cái switch trên những chiếc bàn phím Keychron này ấy, nó là switch do chính Keychron họ thiết kế luôn. Và chiếc K3 này sử dụng cái switch quang cơ, chứ không phải là switch cơ bình thường. Switch cơ bình thường thì nó sẽ sử dụng cái nguyên lý để tiếp xúc lá đồng, đó, lá đồng chạm hay là ngắt với nhau để nhận cái tín hiệu mà anh em nhấn phím vào. Tuy nhiên thì quang cơ nó khác ở chỗ ấy, là nó sử dụng cái sự đóng ngắt của những cái ánh sáng. Thì nó sẽ có hai cái đèn này, nó sẽ chiếu vào nhau. Ok, lúc nào tao nhìn thấy mày có nghĩa là không thằng nào nhấn cả. Nhưng mà khi mà anh em nhấn phím xuống ấy, tự nhiên có một cái cục nó chặn vào giữa hai cái đèn đấy, thì nó nhận ra là à, phím đó đã được nhấn. Thì đó là nguyên lý hoạt động của cái switch quang cơ trên bàn phím cơ Keychron. Và cái đèn này ấy, nó không nằm trong switch mà nó nằm trên bo mạch luôn, cho nên là nó sẽ cực kỳ bền. Và chiếc bàn phím cơ này thì gần như có thể nói là bất tử, có thể nói là bất tử, bởi vì nó không sử dụng cái tiếp xúc lá đồng, cho nên là không gặp phải cái tình trạng là lá đồng bị oxy hóa, bị mất tiếp xúc. Nó là ánh sáng mà, nó chặn ánh sáng mà. Chừng nào cái switch nó còn bấm được thì nó còn hoạt động được. Đó, anh em hoàn toàn có thể yên tâm về độ bền của chiếc bàn phím cơ này. Và nếu như mà cái switch của anh em có làm sao bị kẹt hay là bị làm sao đấy, anh em muốn thay thì nó cũng có khả năng hot swap. Ui, quá là tuyệt đỉnh luôn. Đây, ui. Hot swap thì cũng rất đơn giản, anh em. Trong chiếc bàn phím cơ này sẽ được tặng kèm sẵn cái phụ kiện để anh em có thể nhổ keycap cũng như là nhổ switch. Thì cái switch trông nó như thế này. Đây, đây là red switch nhá, linear, thẳng từ trên xuống dưới. Nó không có gì cả, nó không có tiếp xúc, tiếp điểm hay gì cả. Nó đơn thuần là một cái switch. Thậm chí anh em quăng cái switch này vào máy giặt, giặt chả làm sao. Và đó là switch. Ngoài ra thì chiếc bàn phím cơ này còn mang lại chúng ta những cái điều gì nữa? Ngoài việc là nhỏ gọn ra thì như anh em đã thấy, chúng ta sẽ có một cái cover. Tuy nhiên thì cái điểm trừ của chiếc bàn phím cơ này mình phải nói thẳng luôn với anh em, đó là nó lại không tặng kèm chúng ta cái túi nhung hay là một cái túi vải gì đấy để anh em có thể cất vào đó để mang đi mang lại. Nó chỉ có cái cover thôi. Cái cover này mình thấy là để dành cho những anh em nào sử dụng ở nhà thì hợp lý hơn, bởi vì anh em có thể cất nó trên bàn, cất nó trong ngăn kéo, cất nó ở chỗ nào đấy, dùng xong anh em đậy lên. Nhưng với sự nhỏ gọn chiếc bàn phím cơ này thì mình đồ rằng nó là để mang đi mang lại, cho nên là mình thấy là sẽ tốt hơn nếu như mà Keychron họ cho ra V4 chẳng hạn, V3 có thêm cái túi nữa chẳng hạn, thì mình thấy nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Nhưng mà với cái mức giá khoảng hơn 2 triệu với cái thiết kế như thế này thì mình nghĩ là nó vẫn rất xứng đáng để anh em sử dụng iOS hay là Mac hay là những cái thiết bị di động nhiều, anh em sử dụng máy tính bảng nhiều có thể lựa chọn nó. Về cảm giác gõ thì sao? Chiếc bàn phím cơ này nó sẽ phiên bản mình trên tay là K3E1. K3E1 tức là sử dụng cái switch red switch. E2 là blue switch, tức là nó sẽ có click key và touch ID bump. Còn E3, Keychron K3E3 sẽ là brown switch, tức là không có click key nhưng vẫn có touch ID bump. Về âm thanh gõ phím thì đây, mình đã chĩa một cái mic này từ đầu đến cuối để anh em có thể nghe. Thì mình sẽ gõ thử một đoạn để anh em nghe xem âm thanh của chiếc bàn phím cơ này nó sẽ như thế nào nhá. Nói chung là red switch mà. Đó, anh em hầu như sẽ chỉ nghe tiếng lạch cạch do cái keycap cũng như là cái quá trình hoạt động của cái switch nó tạo ra thôi. Chứ còn thực ra nó cũng rất êm. Tuy nhiên thì do là low profile cho nên mình nghĩ là anh em sẽ, nếu như đã quen với những chiếc bàn phím cơ mà nó dày ấy, full size ấy, thì sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen. Nhưng về độ tiện ích nhỏ gọn mang đi mang lại thì phải nói là tuyệt đỉnh luôn. Và dĩ nhiên rồi, LED RGB của nó cũng rất ấn tượng. Tuy nhiên thì nó sẽ không có phần mềm trên máy tính để anh em tùy chỉnh. Anh em sẽ phải tùy chỉnh bằng cái phím FN cũng như là đổi chế độ ở đâu đó, mũi tên gì đấy. Để so sánh, nếu như anh em muốn lựa chọn cái phiên bản blue có click key ấy, thì nó là như thế này. Thật ra nó không phải là blue đâu, nó màu da cam này. Thì âm thanh nó sẽ như thế này. Nói chung là low profile thì không có quá nhiều điều để gây ấn tượng với chúng ta. Nhưng điều ấn tượng là nó nhỏ gọn và đẹp. Vâng, và đó là 2 triệu anh em có thể bỏ ra để đổi lấy sự nhỏ gọn và đẹp. Tuy nhiên nếu như mà anh em không cần những điều đó, anh em cần một cái bàn phím cơ đáng tin cậy, một cái bàn phím cơ thật tiện ích với nhiều công năng, anh em chọn cái gì? Vâng, sự lựa chọn tiếp theo của anh em nó nằm ở đây. Đây là chiếc bàn phím cơ Logitech G512. Vâng, nhìn phát là đã thấy nhiều tiện ích rồi đấy.
Phiên bản hiện tại trên tay của mình đây sử dụng Blue Switch, và cái Switch của chiếc G512 này thì được sản xuất bởi Kai, nhưng mà Logitech gọi nó GX. GX Blue được sản xuất bởi Kai. Thì chiếc bàn phím cơ này như anh em thấy đấy, nó là một chiếc bàn phím cơ full size, không có quá nhiều điều để nói về nó. Full size là full size, không lằng nhằng, không nói nhiều. Ở đây thì anh em sẽ thấy là một khu vực để đèn cáp lốc này, xong rồi nút chữ G gì đấy, gaming mode hay gì đấy. Đây là một chiếc bàn phím cơ có led RGB, và đây là cọng dây của nó. Anh em sẽ thấy là có hai đầu dây USB nhá, chứ không phải là một. Tại vì sao? Bởi vì là một đầu dây USB ở đây sẽ được sử dụng để kết nối bàn phím với máy tính, và đầu còn lại sẽ là đầu để mở rộng cổng USB. Đây chính là cái tính năng, cái tiện ích mà mình nói tới khi mà mình nói là anh em cần tiện ích thì anh em sẽ tìm đến cái bàn phím cơ này ấy. Đó. Theo đánh giá của mình thì chiếc bàn phím cơ này sẽ là chiếc bàn phím cơ có đèn LED RGB đẹp nhất trong 3 chiếc bàn phím cơ trong video ngày hôm nay mà mình giới thiệu với anh em. Về LED RGB của nó thì có lẽ là không cần phải bàn bạc thêm gì nữa. Độ sáng vừa phải. Không vừa phải đâu. Nó sáng nhất luôn ấy. Nó sáng chói luôn, nó sáng rực rỡ luôn ấy. Và kết hợp với đó làm những cái keycap. Chất liệu này thì nó là chất liệu ABS bình thường thôi. ABS double shot. Nhưng đổi lại là nó rất sáng. Và cái double shot ấy, bình thường những cái ABS double shot, cái phần nhựa trong ở bên trong ấy, nó sẽ hơi đục đục, nó sẽ hơi màu trắng đục đục. Nhưng cái này thì nó trong hơn rất nhiều, gần như trong suốt. Và điều này dẫn đến cái việc là tất cả những ký tự đều được sáng RGB lên một cách rất rực rỡ. Tuy nhiên thì có một điểm trừ của cái bàn phím cơ này, đó là nó không hỗ trợ anh em hot swap. Về Switch thì chắc là mình sẽ không chia sẻ thêm, bởi vì là nó sẽ khiến cho video này dài, bởi vì chúng ta có tới 3 cái bàn phím để nói cơ. Nhưng mà dù sao, nó là Blue Switch GX Blue đến từ Kai. Keycap mình cũng vừa chia sẻ. Cái plate của chiếc bàn phím cơ này là bằng kim loại, nhưng không kim loại thì có tỷ loại kim loại gì? Nhôm, đồng, sắt vụn, giấy, vỏ chai. Nó là ALMG, tức là nhôm magie, hợp kim nhôm magie, và đã được xử lý bề mặt anodize. Cho nên là nó sẽ mang lại cho anh em cái cảm giác sờ rất mát tay, và nó cũng rất bền nữa, nó rất cứng, nhôm magie cơ mà. Và nó cũng rất nhẹ nữa. Vâng, một chiếc bàn phím cơ full size nhưng lại rất nhẹ. Về thiết kế của nó thì anh em đã thấy từ đầu rồi đấy, nó sẽ có một thiết kế rất là cơ bản. Cái phần plate kim loại nó sẽ hơi nhô ra ngoài một chút, và tuy là hơi nhô ra thôi nhưng nó lại không gây khó chịu. Nó gần như là anh em sẽ không chạm vào cái plate này trong cái quá trình sử dụng, gần như không chạm. Đặc biệt nếu như anh em ở nhà có thêm một cái kê tay dưới nữa thì anh em sẽ không bao giờ chạm vào cái plate kim loại này. Mình nói là đây sẽ là một cái điều tốt, bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn hơi dò điện một chút. Nếu như mà anh em chân đất ở trên sàn nhà, anh em sờ lên đây sẽ thấy hơi tê tê. Nhưng mà với cái việc là cái plate nó không thừa thãi quá nhiều, anh em không chạm vào nó thì không sao cả. Ngoài ra thì chiếc bàn phím cơ này cũng sẽ hỗ trợ cho anh em những cái tính năng media control rất là đầy đủ. Ví dụ như là dừng nhạc này, chạy nhạc này, nấc bài, lùi bài, tăng giảm âm lượng này, tắt tiếng này. Đấy, LED RGB thì cũng có thể chỉnh ở trên này luôn. Và nếu như mà anh em sử dụng cái phần mềm của Logitech nữa, G-Hub nữa, thì nó sẽ còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Về cảm giác gõ thì sao? Cảm giác gõ thì đây là một chiếc bàn phím cơ Blue Switch mà, cho nên là chúng ta cũng không quá nhiều điều để phải nói, anh em cứ nghe thôi chứ mình nói gì nữa. Mấy ông bàn phím cơ custom lại chuẩn bị comment: "Ê, nghe chán thế, nghe cùi bắp thế." Không. Nói chung là đây là Blue Switch thì cái âm thanh gõ rất đanh. Thì ok, công nhận. Và cái hành trình của chiếc bàn phím cơ này nó là 3,4mm actuation point của nó là 1,2mm, không quá sâu. Nói chung là cái bàn phím này thì nó vừa phải, nó không quá sâu. Nhưng mà đổi lại là sẽ mang lại cho anh em cái cảm giác gõ rất là phấn khích hơn hẳn so với cái thiết kế bên ngoài của nó, một màu đen rất là trang nhã, đúng không? Đó là về Logitech G512, nhưng chưa phải là tất cả. Bởi vì ngoài ra trên này anh em sẽ thấy một cái lỗ bắt ốc nữa. Và cái lỗ này dùng để làm gì? Để bắt những con ốc mà anh em muốn vào đấy. Để bắt những cái phụ kiện mà anh em muốn vào đấy. Có nghĩa là chúng ta sẽ có khả năng mở rộng thêm cái công năng của nó qua những phụ kiện gắn ở trên này. Cụ thể phụ kiện là gì thì anh em search Google nhá. Phụ kiện cho bàn phím cơ Logitech. Ở mặt đít của nó lại có thêm cái để nói này.
đấy, đã phải tất cả đâu. Cái chân kickstand nó sẽ đặt ở cạnh trên này, nhưng không phải mở theo hướng bẻ lên như những chiếc bàn phím cơ bình thường, mà nó sẽ là mở sang hai bên. À, cái việc mở sang hai bên này ấy, mình lại thấy nó rất hay, bởi vì là khi mà đặt bàn phím trên bàn ấy, mình hay đẩy bàn phím, xô đẩy nó như thế này này, để chỉnh lại cái khoảng cách để mình gõ cho nó tiện tay ấy. Thì trong cái quá trình đẩy ấy, nếu như mà mở lại ở trên thì mình hay bị cái trường hợp là đẩy lên xong nó gập bố chân kickstand vào. Tại sao? Tại vì chân kickstand nó có cái fit cao su ở dưới tăng độ bám, nhưng mà bám quá đang đẩy nó gập bố lại, thế là hơi khó chịu. Nhưng mà cái việc mà mở sang hai bên như này sẽ giúp cho anh em có thể thoải mái di chuyển nó trên bàn mà không sợ bị gập lại. Tuy nhiên thì vẫn sẽ sợ bị gập lại nếu như mà anh em đẩy ngang. Ồ, thế là không gặp luôn à? Được phết. Chưa hết, anh em nhìn thấy gì đâu? Chúng ta có một cái rãnh để đi dây. Rãnh chữ U này thì để làm gì đây? À, anh em thấy không? Chúng ta có cổng mở rộng, cổng USB đúng không? Anh em cắm USB đây này. Đấy, thì anh em có thể dẫn nó ra đây, chạy chữ U ở đây. Ví dụ mình có một con chuột nhá, thì cái rãnh chữ U ở đấy anh em sẽ làm gì? Đó. Anh em bình thường cái dây USB là anh em sẽ dẫn từ đằng sau cây máy tính ra đúng không? Anh em sẽ đặt nó vào đây, dẫn nó vào, dẫn theo rãnh chữ U, dẫn lên. Cái dây của mình hơi to, nếu như mà anh em sử dụng chuột Logitech với cái dây mỏng mỏng của nó ấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, cắm vào đây. Đấy, anh em nghe tiếng kết nối rồi đúng không? Gọn, cố định, nó sẽ không bị gọi là chạy lung tung ở trên bàn anh em. Cái dây nó cố định luôn. Hoặc cái rãnh chữ Y thẳng như thế này để làm gì? Để nếu anh em, đây không phải là một con chuột mà đây là một cái tai nghe, thì cái tai nghe của anh em ở đâu? Ví dụ đây là tai nghe nhé, anh em tai nghe ở đây đúng không? Thì nếu mà cắm ở đây thì nó vòng qua bàn phím, nó vướng. Anh em đơn giản thôi, anh em luồn vào cái chữ Y này cho mình, luồn ra đằng trước. À, tiện không? Tiện không? Quá tiện. Trời ơi, bây giờ cái bàn của anh em nó gọn hơn bao giờ hết. Dây đi thẳng ra đằng trước vào cái tai nghe, rất gọn, rất tiện. Và đó là Logitech G512 với mức giá là 1.989.000 đồng tại thời điểm hiện tại. Anh em có thể tìm thấy đường link bên dưới để cập nhật giá theo từng thời điểm khác nhau nhá. Rồi, và G512 thì ok. Thế bây giờ nếu như mà anh em thấy bàn phím full size không phải là gu của anh em muốn một cái gì đấy nó gọn gàng hơn, nó không tốn quá nhiều diện tích trên bàn nhưng nó phải bền, thì nói chung là bàn phím bền thì trước giờ mình thấy Corsair nó làm. Ông nào mà bảo là Corsair hay lỗi hay là gì đấy thì chắc là mấy ông đen, hoặc là thường là nó hay lỗi, nhưng mà tôi hên, tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy là ở trong phòng dựng tôi có một con Corsair mà dùng nó phải 5 năm, hơn 5 năm rồi. Cái lỗi duy nhất tôi gặp phải đấy là cái keycap ABS này dùng lâu nó bị vỡ cái chân ở trong này. Tại vì là cái tuổi nhựa mà nó khô, nó giòn, nó vỡ mất 2-3 keycap gì đấy. Chứ còn lại thì hoàn toàn gần như là không có cái lỗi gì cả. Đó là bàn phím Corsair. Và chiếc bàn phím Corsair mà mình giới thiệu cho anh em ngày hôm nay, đó chính là chiếc Corsair K65 Rapid Fire. Rapid Fire, bắn nhanh lên. Bình thường anh em thì không thích bắn nhanh, nhưng mà anh em chơi game lại rất thích bắn nhanh. Thế mà lạ. Với Corsair Rapid Fire thì anh em sẽ thấy là chúng ta có một cọng dây rất to như thế này. Và một lần nữa chúng ta lại là có hai đầu dây với chức năng tương tự so với là G512. Tuy nhiên thì chiếc bàn phím cơ này nó lại có những điều rất khác so với G512. Đầu tiên là về form factor nhá. Form factor thì nó là TKL. Keychron K3 là 75%. G512 là full size thì bây giờ chúng ta có TKL. TKL thì anh em nào chưa biết TKL là gì thì nó đơn giản thôi. TKL là 10 key led, tức là không có cái bàn phím 10 key, không có cái bàn phím số ấy. Bàn phím mà để cho anh em nhảy ao 8K hay là để anh em kế toán sử dụng trong khi nhập liệu ấy. À, đây rồi. Rồi. Rất vất vả mình mới tháo được cái kê tay của nó ra. Cái kê tay của nó sẽ được thiết kế như thế này và nó sẽ gắn vào bên dưới qua hai cái lẫy. Đó. Đây là chiếc Corsair K65. K65 thì hiện tại đang là chiếc bàn phím có giá cao nhất trong chiếc ba chiếc bàn phím ngày hôm nay của chúng ta. Trong đó thì nó sẽ có giá là khoảng 2,5 triệu.
Và một phần lý do tại sao nó chỉ là TKL nhưng nó còn đắt hơn cả con full size này có lẽ là bởi vì nó sử dụng Sweet Cherry. Và chiếc Cherry này là Cherry MX Speed. MX Speed có lực nhấn là 45cN. Và cảm giác thì nó sẽ tương tự với cả Cherry MX Red. Tức là nó là linear. Linear. Không có clicky, không có thắt tay bằng. Gõ trơn tuột một phát từ đầu đến cuối. Cái hành trình phím của cái Switch này thì là 4mm. 4mm khá là sâu đấy. Nhưng cái actuation point của nó thì là 1.9mm, gần 2mm. Thì anh em nhấn đến 1.9 là nó sẽ nhận key rồi. Anh em có thể nhấn hết hoặc là anh em lựa chọn không nhấn hết, anh em nhả luôn. Thì tùy anh em. Nhưng mà đó là cái cảm giác gõ của chiếc Corsair K65 này. K65 thì anh em đã thấy đấy, là mặc dù nó là TKL nhưng mà kích thước dày của nó lại rất là dày. Bởi vì sao? Phần dưới này nó sẽ là cái plate. Cái plate của K65 thì thiết kế rất là loằng ngoằng. Anh em thấy đấy, mặt ngang, mặt cắt ngang này nó sẽ chạy như này, võng xuống, sau lại nhô lên này. Và cái nhược điểm cố hữu của bàn phím Corsair đấy là dò điện. Và cái plate của nó cũng khá rộng và mình rất hay chạm vào. Đấy là lý do tại sao chúng ta có thêm cái này. Mà cái này thì nó lại giúp chúng ta gõ thoải mái hơn rất nhiều. Đâm ra thế thì nó lại kiểu Corsair biết cái nhược điểm của mình, thế là họ tự fix nó luôn ấy mà không cần phải thay đổi thiết kế. Cũng hay. Về chiếc bàn phím cơ này thì ngoài cái điểm sáng của nó là sử dụng một cái switch rất là cao cấp đến từ Cherry ra, thì nó còn có cái cảm giác gõ cũng tương đối ngon lành nữa. Về cảm giác gõ của Corsair thì có lẽ là không cần phải bàn bạc gì nhiều nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe thử nhé. Có lẽ đây là cái bàn phím mà mang lại cho mình cảm giác gõ khoái nhất trong top 3 ngày hôm nay. Bởi vì sao? Thứ nhất là mình không thích blue, không thích clicky, không thích touch bar, mình thích red. Nhưng cái con Keychron K3 thì nó lại là low profile, mình không quen lắm. Thì đây sẽ là chiếc bàn phím mà mình sẽ lựa chọn. Không chỉ là nó sử dụng cái switch rất là ấn tượng đến từ một cái thương hiệu uy tín, mà nó còn hỗ trợ tốt cho game thủ nữa. Đây. Đây là phụ kiện tặng kèm với Corsair K65. Anh em sẽ có những phím ASWD để nếu anh em sử dụng cái chiếc bàn phím này chơi những cái tựa game FPS, game bắn súng ấy, thì phím WASD sẽ là phím anh em thường sử dụng nhất. Và những cái switch này ấy, sẽ có cái bề mặt được làm hơi gồ ghề một chút, hơi sần sần một chút với những cái họa tiết kiểu, nói chung là họa tiết sần lên ấy, có gai. Thì anh em sẽ cảm giác nó, đầu ngón tay nó tiếp xúc tốt hơn, có cảm giác hơn. Còn nếu như mà anh em chơi game MOBA thì Corsair cũng đã tính cho anh em rồi. Họ sẽ tặng cho anh em cái phím QWERFD. QWERFD, đúng chưa? Đó, đó là cho game thủ MOBA. Ngoài ra, những cái phím Media Hotkey của chiếc bàn phím này mình cũng rất thích. Đây là tăng, giảm âm lượng. Nó đặt tách biệt luôn, rất dễ thao tác. Nó rất to và nó nằm ở trên này, ngay trên này luôn. Và có phím tắt tiếng nữa. Thì những cái phím bấm này giúp anh em có thể thao tác rất là nhanh và dễ. Và ở đây thì chúng ta có phím tắt bật đèn LED luôn. Ngoài ra thì chiếc bàn phím này cũng có khả năng mở rộng cái cổng USB. Và ở đây chúng ta có một cái công tắc gạt 4 chế độ nữa. Và những chế độ này là gì? Là những chế độ BIOS khác nhau. Đó. Những chế độ BIOS khác nhau. Cụ thể về những chế độ BIOS này như thế nào thì chắc là mình sẽ lại phải làm một cái video khác để có thể đi sâu hơn chia sẻ cho anh em. Về mặt đáy của cái bàn phím này, bằng nhựa, khá bằng phẳng, không có gì nhiều. Chúng ta có hai chân kickstand khá nhỏ nhắn. Không nâng lên chiếc bàn phím này một độ cao gọi là quá lớn, vừa phải thôi, vừa tay với mình. Còn với anh em thì không biết là anh em có hài lòng với chân kickstand nhỏ nhắn xinh xắn như này không. Cá nhân mình thì thấy đủ dùng. Còn nhiều người mình thấy là nhiều anh em chơi quả kickstand chắc nó phải thế này. Kiểu cao vãi. Anh em có quen ai chơi quả kickstand cao như thế không? Chia sẻ mình biết nhé. Một điểm trừ nữa đó là chiếc bàn phím này chúng ta không thể nào DJ được phía đằng sau. Nhưng mà có thể gọi là điểm trừ không, khi mà cái bàn phím này nó là form TKL, vốn dĩ nó đã rất gọn rồi. Cần gì phải DJ đằng sau nếu như anh em có thể DJ ở bên cạnh hoặc là cạnh này. Cái đấy tùy anh em đánh giá nhé. Rồi, nói chung đó là những điều mình muốn chia sẻ về chiếc Corsair K65. Thật ra thì với mức giá 2 triệu rưỡi có thể nói là cao nhất trong cái đám ngày hôm nay. Nhưng nếu là mình sẽ lựa chọn nó chứ không phải là G512. Còn G512 thì nó lại có những cái điểm rất là lợi. Ví dụ như là thiết kế rất là
đơn giản nhưng mà vẫn mang lại một cái cảm giác trang nhã và lịch sự, cũng như là cái tính gaming của nó cũng không phải không có đâu nhé. Tiện đây nói về gaming thì chiếc bàn phím cơ Corsair K65 này sẽ có anti-ghosting and key rollover, tức là anh em có nhấn tất cả cái phím trên cái bàn phím này cùng một lúc nó cũng không bị kẹt phím. Anh em ấn nguyên một cái bàn tay xuống và anh em ấn thêm một nút nào đấy, nó vẫn nhận cái nút đấy. Đấy, ấn được hết. Còn cái chiếc G512 này thì lại có 26 key rollover, tức là nó là anh em có thể có bấm được 26 nút cùng một lúc. Tính xem nào, 26 nút à? Anh em có 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân là mới 20 nút. Lưỡi với mũi nữa là được 2 nút nữa là 22 nút. Anh em có chơi game bằng... Nói chung 26 key rollover đã là quá đủ cho anh em rồi đúng không? Làm thế nào mà gõ được 26 nút với từng đó cái đầu. Ok, và đó là những điều mình muốn chia sẻ với anh em về top 3 chiếc bàn phím cơ mà theo mình là nó sẽ phù hợp với những cái đối tượng rất là khác nhau, rất là đặc trưng, rất là đặc thù. Ví dụ như là chiếc Keychron K3 này phù hợp cho những ai năng động, đi lại rất nhiều, sử dụng với những thiết bị trông rất đẹp, rất là phông bạt, rất là trang nhã, ví dụ như là MacBook này, máy tính bảng này, Apple iPad này, dùng với iPhone, dùng với Android, dùng với cả Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, các thể loại bla bla bla. Nó là thứ dành cho anh em, hay là Microsoft Surface gì đó. Nếu anh em chơi game ở nhà nhưng cái góc của anh em cần một cái độ đẹp, một cái độ kiểu là, nói chung là thẩm mỹ thì nó có nhiều kiểu lắm, mỗi người một kiểu, nhưng mà đây mình nghĩ nó sẽ là chiếc bàn phím phù hợp ở nhà của anh em hoặc là ở công ty, nó không quá phô trương. Còn cái bàn phím mà mình lựa chọn để cho công việc hàng ngày cũng như là game mình, nó sẽ là Corsair K65. Và đó là những điều mình muốn chia sẻ với anh em về những chiếc bàn phím cơ trong tầm giá từ 2 triệu cho đến 2,5 triệu. Nói chung là một chiếc video khá là dài nhưng mà gần như chả nói lên được cái gì cả. Anh em thấy mình nói lên được cái gì từ nãy giờ không? Chia sẻ mình biết bằng cách bình luận bên dưới video nhé. Còn bây giờ như mọi khi, xin chào anh cả là các bạn trong video. Chào rồi, tắt video thôi. Chào thế thôi, chào nhầm gì.